Nóng, Nga bắt đầu cung cấp xe tăng T-90 cho Việt Nam. Thông tin trên do Phó Giám đốc FSMTC Nga Mikhail Petukhov nói với phóng viên hãng thông tấn Sputnik tại triển lãm Defense and Security, nội dung cụ thể như sau. Kết quả thông qua một loạt các cuộc đàm phán giữa các chuyên gia Nga và Việt Nam, hợp đồng cung cấp xe tăng T-90S và T-90SK đã được ký kết. Hiện nay, các bên đã bắt đầu thực hiện hợp đồng. Trước đó, trong bản báo cáo thường niên vừa được công bố của Uranwagon Zavod cho biết rằng, ấn định vào năm 2017, cần bắt đầu quá trình thực hiện hợp đồng với khách hàng 704 Việt Nam về việc cung cấp 64 xe tăng T-90S-SK. T-90S là phiên bản xe tăng T-90 được sản xuất phục vụ mục đích xuất khẩu. Nó còn ra đời trước biến thể T-90A mà quân đội Nga đang sử dụng. Tùy theo yêu cầu từ phía đối tác mà T-90S sẽ lắp đặt những trang thiết bị khác nhau, năng lực chiến đấu của nó không hề thua kém, thậm chí còn có thể vượt trội cả T-90A. Vũ khí chính của các xe tăng T-90S chế tạo thời gian gần đây là pháo nòng trơn 2A46M5 cỡ 125mm, trang bị hệ thống nạp đạn tự động. Ngoài việc bắn được tất cả các loại đạn thông dụng, nó còn có khả năng phóng tên lửa chống tăng 9M119 Reflex AT-11 Sniper qua nòng. Trái tim của T-90S dự kiến là loại diesel tăng áp V-92S2F công suất 1.130 mã lực, tương tự T-72B3M. Bổ trợ cho khẩu pháo chính là súng máy hạng nặng 12,7mm NVS hoặc Colt được điều khiển bắn từ trong xe và súng máy đồng trục BKTM-7,62mm. Các vũ khí trên nằm dưới sự kiểm soát của hệ thống điều khiển hỏa lực theo dõi mục tiêu tự động ASC và máy tính đạn đạo VKB cho phép bắn chính xác cả trong điều kiện tầm nhìn rất kém. Bao phủ ngoài lớp giáp Composite phức hợp của T-90S là giáp phản ứng nổ ERA thế hệ 2 Contact 5. Khách hàng có thể yêu cầu thay thế bằng loại ERA thế hệ 3 Reflex như trên những chiếc T-72B3 vừa tham gia diễu binh trên quảng trường đỏ nếu thấy cần thiết. Hệ thống phòng vệ TSHU-17 Stora 1 tích hợp giúp cho T-90S thực sự là một pháo đài bất khả xâm phạm. Trong khi đó, T-90K là biến thể sửa đổi được thiết kế cho nhiệm vụ chỉ huy và kiểm soát các đơn vị cấp dưới, tạo điều kiện giao tiếp với cấp trên, hoạt động trong đội hình hoặc độc lập tác chiến. Trên chiếc T-90SK có thêm hệ thống liên lạc radio R168-100KBEHF, thiết bị dẫn đường TNA-43 và la bàn PAB-2M sử dụng cho việc xác định góc hướng trong điều kiện quan sát kém hoặc không có mốc quan sát. Ngoài những thành phần này, T-90SK hoàn toàn tương đồng với T-90S từ vũ khí, giáp bảo vệ, thiết bị điện tử, động cơ cho tới bộ dụng cụ lội nước hay quét mình. Nga xác nhận Việt Nam mua 64 tăng T-90S-SK ngắm S-400 MiG-35. Giới chức lãnh đạo công nghiệp quốc phòng Nga đã xác nhận việc cung cấp xe tăng T-90 và có thể là cả S-400 MiG-35 cho Việt Nam. Trong cuộc họp báo tại triển lãm hàng không vũ trụ Moscow 2017, được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 7 ở ngoại ô thủ đô Moscow, Tổng giám đốc công ty Rosoboronesport Alexander Mikhev khẳng định việc Nga bán cho Việt Nam thiết bị hàng hải và xe tăng. Trước đó, giới truyền thông đã dẫn báo cáo thường niên của công ty Uranwagon Zavod cho biết nhà máy Uranwagon Zavod sẽ sản xuất một số lượng lớn xe tăng được thiết kế theo đơn đặt hàng của Việt Nam nhưng không tiết lộ rõ số lượng đặt mua. Theo ông Mikhev, trong danh sách các định hướng ưu tiên của hợp tác quân sự kỹ thuật trong năm 2017 có việc thực hiện hợp đồng với khách hàng mã số 704, tức Việt Nam. Theo đó, phía Nga sẽ cung cấp cho Việt Nam 64 xe tăng T-90S-SK theo phương thức cấp tín dụng. Ngoài ra, nhà lãnh đạo của Rosoboronesport cũng khẳng định rằng nhà máy Uranwagon Zavod cũng đang thực hiện hợp đồng với khách hàng mã số 368 Iraq cung cấp lô hàng đầu tiên trong tổng số 73 xe tăng T-90S-SK. Theo khẳng định của trợ lý tổng thống về các vấn đề hợp tác quân sự kỹ thuật Vladimir Kochin với tờ báo Izvestia hôm 20 tháng 7, Nga và Iraq đã ký một hợp đồng cung cấp xe tăng T-90 rất lớn cho Baghdad. Tuy nhiên, ông Kochin từ chối tiết lộ về giá cả và số lượng xe tăng. Đồng thời, cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự cũng không tiết lộ chi tiết hợp đồng với tờ Izvestia. Một thông tin khác đáng lưu ý hơn là ngày 20 tháng 7, ông Viktor Kladov, giám đốc phụ trách quan hệ quốc tế của tập đoàn Rostec của Nga đã tuyên bố rằng Nga sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam cả các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400 và chiến đấu cơ hiện đại MiG-35. Vị quan chức Nga nhấn mạnh rằng hiện nay Việt Nam đang vươn lên trở thành một trong những khách hàng nhập khẩu vũ khí Nga lớn nhất, vì thế Moscow đã mở tới hai văn phòng đại diện ở Việt Nam.
Ngoài ra, Rostec cũng đang triển khai kế hoạch xây dựng một trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp trực thăng quân sự quy mô lớn hiện đại ở Việt Nam, không chỉ nhằm cung cấp dịch vụ hậu mãi cho không quân Việt Nam, mà còn cả các nước trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, Nga cũng sẽ tái khởi động dự án liên doanh sản xuất, lắp ráp xe tải Kansmart tại Việt Nam để cung cấp cho thị trường nội địa và khu vực những dòng xe vận tải quân sự và dân sự tốt nhất. Trả lời câu hỏi về tiềm năng Việt Nam mua sắm các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400 và tiêm kích hiện đại MiG-35, vị quan chức này khẳng định rằng hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Việt Nam và Nga luôn tốt đẹp và đang có nhiều triển vọng phát triển trong thời gian tới. Nga coi Việt Nam không chỉ là khách hàng đặc biệt quan trọng, mà còn là người bạn thân thiết và luôn sẵn sàng dành cho Việt Nam những vũ khí tốt nhất với nhiều ưu đãi mà không phải khách hàng nào cũng có được. Có thể nói rằng Việt Nam cần vũ khí gì là có. Ông nhấn mạnh rằng tới đây, không quân Nga sẽ được trang bị dòng máy bay MiG-35 với động cơ mạnh mẽ, linh hoạt, hệ thống thiết bị tiên tiến và vũ khí mạnh mẽ. MiG-35 hoàn toàn thích hợp với không quân Việt Nam, không chỉ để thay thế MiG-21 mà còn làm được nhiều nhiệm vụ khác nữa. Ông cũng nói thêm rằng, không chỉ lĩnh vực phòng không không quân, Rostec còn quan tâm tới nhu cầu về các vũ khí của Hải quân và Lục quân Việt Nam. Nga cũng đã cung cấp cho Hải quân Việt Nam nhiều vũ khí hiện đại như tàu hộ vệ tên lửa Gepard, tàu ngầm Kilo và chuyển giao công nghệ đóng tàu tên lửa tấn công nhanh Monia. Tới đây chúng tôi cũng xem xét chuyển giao công nghệ để Việt Nam có thể đóng được những loại tàu chiến lớn và hiện đại hơn. Mua T-72 nâng cấp từ Ukraine để phối hợp tác chiến cùng T-90, tại sao không? Thông tin từ nhà sản xuất Uran Vagon Zavod cho biết, trong năm nay họ sẽ bắt đầu thực hiện hợp đồng cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S-SK cho Việt Nam. Với sự có mặt của 64 xe tăng T-90S và T-90SK, lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam chắc chắn sẽ bước lên tầm cao mới, lấy lại vị trí của một thế lực lớn tại khu vực Đông Nam Á như đã từng nắm giữ trong quá khứ. Dự báo những chiếc T-90 trên sẽ nhận vai trò chủ lực của lục quân Việt Nam, tạo thành nắm đấm thép đầy uy lực. Lúc này nhiệm vụ của T-54-55 sẽ thay đổi so với hiện tại, trở thành chiến xa hỗ trợ tác chiến trong đội hình theo mô hình cao thấp. Tuy nhiên, khác với quân đội Nga, sự kết hợp giữa T-90A với T-72B3 của họ không quá chênh lệch. Còn trường hợp cụ thể của Việt Nam, dù cho đã được nâng cấp thì T-55M3 vẫn thua kém T-90S quá nhiều. Bởi vậy, có lẽ chúng ta nên tính tới phương án tạo bước đệm chuyển tiếp giữa hai thế hệ chiến xa bằng một lượng T-72 khác. Số lượng lớn T-90 nhưng nhỏ hơn T-54-55, khả thi nhất dĩ nhiên là mua luôn T-72B3 của Nga. Đáng tiếc rằng phía Nga chưa thấy có ý định sẽ cấp phép xuất khẩu T-72B3 vì lo ngại sẽ gây ảnh hưởng tới doanh số bán T-90, nhất là vào lúc này họ đang muốn duy trì dây chuyền sản xuất nhằm tận dụng cơ sở vật chất cũng như đội ngũ kỹ sư, công nhân tay nghề cao trước khi T-14 Armata đi vào sản xuất hàng loạt. Người Nga cũng không còn giữ tư duy thời Liên Xô, đó là chế tạo thật nhiều rồi lưu kho, mà chỉ duy trì năng lực sản xuất phục vụ sẵn sàng chiến đấu. Bởi theo cách thức cũ, khi cần thiết thì số vũ khí đó thường đã lạc hậu, trong khi chi phí phải bỏ ra là cực lớn, ngân sách quốc phòng nước Nga hiện tại không đáp ứng nổi điều đó. Cho nên, nếu muốn đặt hàng xe tăng T-72 second hand để làm cầu nối giữa T-90S, SK với T-54-55 nâng cấp, có lẽ Việt Nam nên tính tới phương án hỏi mua từ một nhà cung cấp khác, đó chính là Ukraine. Hiện tại, quân đội Ukraine vẫn đang niêm cất hàng ngàn xe tăng chiến đấu chủ lực các loại ở nhiều nhà máy nằm rải rác trên khắp đất nước. Trong đó, có hàng trăm chiếc T-72 các phiên bản, phần lớn là T-72B. Do điều kiện lịch sử, lục quân Ukraine tỏ ra ưa thích sử dụng những biến thể T-60 hiện đại hóa và T-80 hơn là T-72. Chính vì vậy, họ luôn sẵn sàng khôi phục hoạt động để bán bớt số T-72 dư thừa chế tạo từ thời Liên Xô cho khách hàng nào có nhu cầu. Nếu được nâng cấp bằng pháo 2A46M5 và lắp đặt hệ thống điều khiển hỏa lực mới cùng giáp phản ứng nổ thế hệ 3 NOS do chính nước này chế tạo, những chiếc T-72B trên sẽ không thua kém gì T-72B3 của Nga. Đội hình hỗn hợp gồm có T-90S-SK được hỗ trợ bởi T-72B cùng với T-54-55 nâng cấp sẽ giúp lục quân Việt Nam tạo ra mũi nhọn có sức xuyên phá cực mạnh, chiếm ưu thế áp đảo hoàn toàn trước đối phương. Nga trình làng vũ khí diệt tất cả tàu ngầm Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, theo giới thiệu của nhà sản xuất vũ khí Tetmash của Nga, điều khiến cho loại bom Zagan 2E trở nên đặc biệt hơn tất cả các sản phẩm cùng loại, đó chính là khả năng duy trì bay lượn trên mặt nước trong khoảng thời gian vừa đủ để tìm mục tiêu. Bom Zagan 2E được thiết kế để tiêu diệt các tàu ngầm đang nổi hoặc lặn sâu dưới mặt nước,
Khi tấn công mục tiêu thì bom Dragon 2E sẽ bật dù tiếp cận mặt nước. Sau khi đã lặn xuống mặt nước, nó sẽ hướng về mục tiêu dựa vào tín hiệu sonar và hệ thống kiểm soát chuyển động mục tiêu. Theo thông tin được công khai, bom Dragon 2E có kích thước không lớn khi chỉ dài 150cm, nặng 120kg và có thể dò tìm ra các tàu ngầm của đối phương ở khoảng cách 450m, độ sâu 200m. Quả bom này được thiết kế để trang bị trên các loại máy bay chống ngầm IL-38 và Tu-42M, hai trực thăng Mi-14 và K-38. Nhà sản xuất tuyên bố khi được trang bị, không một loại tàu ngầm nào của Mỹ có thể thoát được đòn tấn công của bom Dragon 2E. Theo nguồn tin này, hiện nay tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia và lớp Ohio của Hải quân Mỹ đều không thể lặn sâu hơn 300m. Như vậy, độ sâu diệt mục tiêu của bom Dragon 2E đạt gấp đôi khả năng lặn của tàu ngầm Mỹ. Không chỉ vũ khí diệt ngầm tối tân của Nga, bản thân lực lượng tàu ngầm hạt nhân của Moscow cũng đang khiến Mỹ và phương Tây lo lắng. Nguồn tin quân sự Nga cho biết, hồi năm 2014, một chiếc tàu ngầm hạt nhân của Nga đã nổi lên cách không quá xa tượng nữ thần tự do và cách khu Manhattan, trái tim tài chính và kinh tế của phương Tây ở New York khoảng 1 km, khiến Lầu Năm Góc nín thở. Toàn bộ hệ thống giám sát của Mỹ hoàn toàn không phản ứng với sự xuất hiện của tàu ngầm của Nga trong vùng lãnh hải của quốc gia này. Đại tướng Martin Dempsey, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên minh Mỹ, chỉ biết được tin này qua người dân cấp báo. Đến khi con tàu ngầm lặng lẽ rời đi, thì người Mỹ mới kịp phát hiện báo động ở mức cao nhất. Đối với quân đội Mỹ, đây là một mối đe dọa khủng khiếp. Sự kiện này đã khuấy động tâm trí của quan chức quân sự Mỹ. Các cuộc hội đàm tìm hiểu nguyên nhân tại sao các hệ thống của họ không phát hiện ra sự xuất hiện của tàu ngầm này. Một số chuyên gia quân sự cho rằng đây là một điều không thể chấp nhận được, bởi vì trong trường hợp xảy ra cuộc xung đột quân sự, tàu ngầm cùng với các loại tên lửa của Nga trên tàu có thể bất ngờ xuất hiện trong vùng biên giới của Mỹ và thực hiện cuộc tấn công chớp nhoáng vào các vị trí chiến lược quan trọng. Đây không phải là trường hợp duy nhất. Đã từng có các thông báo về sự xuất hiện đột ngột của tàu ngầm Nga ở Vương quốc Anh và các nước vùng Baltic. Tuy nhiên, sự thật trong một số trường hợp là do phương Tây bịa đặt hoặc họ nhầm lẫn các tàu ngầm của các nước trong khối với tàu ngầm của Nga. Đặc biệt, ở vùng biển Baltic, nơi tập trung các đối tác của phương Tây, sự xuất hiện của tàu ngầm Nga như đã làm cho họ hoang mang, lo lắng và tìm cách đối phó. Ví dụ, thủy điện đã xây dựng trên biên giới của vùng lãnh hải các cột hải đăng vô tuyến dưới nước nhằm dọa các tàu ngầm của Nga. Những phương pháp tạm để bảo vệ biên giới của họ một lần nữa chứng tỏ hiệu quả của hệ thống theo dõi không gian dưới nước của NATO. Bây giờ, phương Tây sẽ có thêm lý do lo lắng. Nga đã phát triển các công nghệ độc đáo, chúng sẽ biến các hệ thống định vị không gian của NATO thành đồ thừa. Các dự án phát triển tàu ngầm mới của Nga được phát triển không chỉ với hệ thống vũ khí khủng, mà còn được trang bị các thiết bị tàng hình trước hệ thống phòng thủ của đối phương. Đặc biệt, bên ngoài các tàu ngầm được phủ lớp vật liệu đặc biệt cho phép phản xạ âm thanh của bộ định vị sóng âm bằng cách làm biến dạng, thay đổi chúng, làm cho tàu ngầm vô hình với radar của đối phương. Trong tương lai gần, các công nghệ thiết bị này sẽ được trang bị cho các tàu ngầm. Hiện nay một số phiên bản đã chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm với các mô đun khác nhau. Sự phát triển này sẽ gây hoang mang cho công chúng phương Tây và cả người Mỹ. Các nhà lãnh đạo của họ đang lúng túng trong việc tìm các biện pháp có hiệu quả để phát hiện và chống lại các tàu ngầm của Nga, một sĩ quan cấp cao của Hải quân Nga cho biết. Có nên mua lại T-80 Oblot khi Thái Lan bán thanh lý? Quý vị và các bạn thân mến, vì nhiều lý do mà khả năng Thái Lan bán lại 25 xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oblot cho một quốc gia khác đang được nhắc tới. Trong năm 2011, Thái Lan và Ukraine đã ký hợp đồng mua sắm 49 xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oblot, trong đó bao gồm cả điều khoản bổ sung sẽ đặt hàng thêm 200 chiếc nữa nếu chúng chứng tỏ được năng lực thực sự. Tuy nhiên, do tình hình chiến sự tại miền Đông dẫn tới việc các nhà máy quốc phòng Ukraine phải dồn lực phục vụ chiến trường mà họ mới chỉ bàn giao cho phía Thái Lan được 25 chiếc. Mặc dù đã hết sức kiên nhẫn, nhưng cuối cùng Bangkok vẫn phải hủy bỏ thương vụ trên rồi quyết định chuyển hướng sang sử dụng loại VT-4 của Trung Quốc. Do chỉ sở hữu số lượng nhỏ, dự báo Thái Lan sẽ gặp nhiều trở ngại trong công tác khai thác sử dụng như nguồn phụ tùng khan hiếm, thiếu linh kiện thay thế, đạn dược đắt đỏ, không tương thích cơ sở hạ tầng, dẫn tới nhận định rất có thể quốc gia Đông Nam Á sẽ bán thanh lý số T-84 này sau vài năm nữa. Trong trường hợp tình huống trên xảy ra, liệu có khách hàng nào quan tâm và mua lại nhằm nhanh chóng tăng cường sức mạnh cho lục quân của mình? Đầu tiên phải khẳng định rằng T-84 Oblot là một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh mẽ, nhiều tính năng của nó không hề thua kém, thậm chí còn trội hơn T-90S.
được thiết kế lại từ nguyên mẫu T-80UD, T-84 Oblot có trọng lượng chiến đấu 46 tấn tương đương T-90S, nhưng trái tim của nó lại là động cơ diesel V12-6TD2 công suất 1.200 mã lực so với 1.130 mã lực của động cơ V92S2F, dẫn tới sức cơ động cao hơn. Hệ thống vũ khí của T-84 bao gồm pháo nòng trơn 125mm KBA-3 có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng, một súng máy 12,7mm NSVT điều khiển từ bên trong và một súng máy đồng trục BKTM 7,62mm. Lớp bảo vệ của Oblot gồm giáp phức hợp composite phía trong và giáp phản ứng đổ thế hệ 3 Nose ở bên ngoài, ưu việt hơn Contact 5 của T-90S và tương đương Relict trên T-90MS. Ngoài ra xe còn có hệ thống bảo vệ chủ động VACTA gồm 3 hệ thống con, bộ cảnh báo laser, bộ gây nhiễu hồng ngoại và thiết bị tàu khói đi kèm thiết bị quan sát toàn cảnh với cảm biến nhiệt. Đáng tiếc là trong quá trình sử dụng, lục quân Thái Lan không ít lần phàn nàn rằng chất lượng thực tế của những chiếc T-84 Oblot không được như quảng cáo, phát sinh khá nhiều lỗi kỹ thuật. Bên cạnh đó, tuy rằng nhiều trang thiết bị trên xe gần giống với T-90 nhưng vẫn có độ vênh nhất định, không thể dùng chung, ví dụ như đạn pháo của T-84 bị cho là không tương thích với máy ngắm trên xe tăng của Nga. Nếu chỉ mua 25 chiếc, rõ ràng quốc gia sử dụng mới sẽ gặp phải toàn bộ những khó khăn mà lục quân hoàng gia Thái Lan đã hứng chịu. Với những lý do trên, rõ ràng sẽ là thiếu hợp lý khi mua lại lô 25 xe tăng T-84 Oblot nếu Thái Lan thực sự muốn bán thanh lý, trừ khi lực lượng quân đội này có sẵn trong biên chế hàng. Tiết lộ mức giá của các mẫu tàu chiến hiện đại nhất Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Kanwha Asian Defense đã cung cấp thông tin ước tính về mức giá của một số loại tàu chiến hiện đại do Trung Quốc sản xuất. Theo trang mạng BMPD, số liệu dưới đây được trích dẫn từ bài viết có tiêu đề "Các dự án đóng tàu do chính quyền Trung Quốc công bố trong năm 2016" đăng trên tạp chí quốc phòng Kanwha Defense Review số tháng 6. Hiện chưa thể xác định được mức độ chính xác của các số liệu này. Đầu tiên, tàu khu trục Type 052D là mẫu tàu mặt nước hiện đại nhất đang được biên chế cho Hải quân Trung Quốc. Mỗi tàu khu trục Type 052D có giá lên đến 1,2 tỷ đô la. Trung Quốc hiện đã hạ thủy 13 tàu loại này. Tàu đổ bộ Type 071. Đây là lớp tàu đô đốc đổ bộ mang trực thăng có kích cỡ lớn nhất của Hải quân Trung Quốc. Mỗi tàu đổ bộ Type 071 có giá khoảng 400 triệu đô. Chiếc thứ 5 vừa được hạ thủy vào ngày 15 tháng 6 vừa qua. Khinh hạm Type 054A. Type 054A là mẫu tàu chiến chủ lực của Hải quân Trung Quốc. Mỗi khinh hạm Type 054A có giá khoảng 500 triệu đô la. Trung Quốc đã đưa vào biên chế chiếc Type 054 thứ 24 vào ngày 23 tháng 6 vừa qua. Tàu hộ tống Type 056. Theo Kanwha, tàu hộ tống Type 056 có đơn giá là 200 triệu đô. Tàu tiếp liệu Type 903A. Hải quân Trung Quốc hiện có 6 tàu như thế, mỗi tàu có giá khoảng 500 triệu đô. Tàu đổ bộ tăng Type 072A. Tàu này có đơn giá khoảng 50 triệu đô la. Tàu quét mình Type 0822. Kanwha cho biết mỗi tàu quét mình Type 0822 có đơn giá là 50 triệu đô la. Tàu phá băng Hai Binh 722. Hiện nằm trong hạm đội Bắc Hải của Hải quân Trung Quốc có đơn giá khoảng 200 triệu đô la. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.